Tử vi tuổi Mùi tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học về số mệnh con người, vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 2 năm Tân Sửu năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mùi có được cát tinh chiếu đến hay không? Và cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Mùi sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt, cũng như nghe lời khuyên xem quý gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Đặc biệt trong tháng này, thầy Sa Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tuổi Bách Mậu. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hạn Thìn, phá Ngọ, tuổi Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đuổi đối với những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Mùi sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 2 năm 2021, tức ngày 18 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 và Quý Mùi sinh năm 2003. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 2 năm 2021, tức ngày 30 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 và Kỷ Mùi sinh năm 1979. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 2 năm 2021, tức ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 và Ất Mùi sinh năm 1955. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 2 năm 2021, tức ngày 23 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 2 năm 2021, từ ngày 4 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ
tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Trong tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Mùi có khá nhiều vận may, bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc gì cũng được giải quyết một cách nhanh chóng. Sự cống hiến, mọi cố gắng của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Nếu bạn là người thích kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Còn với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng, thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đã đề ra. Tháng này là một tháng rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Mùi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi còn nói, trong tháng 2 âm lịch, bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ nhận được thăng cấp lên một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Tam hợp còn mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tình yêu và các mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Mùi trong tháng này. Như thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, có thể bạn sẽ thu hút được nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại những tổn thất cho sự nghiệp, tài sản, tài chính. Các cặp đôi trong tháng cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Mùi hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng tay sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải những mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch
không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của người tuổi Mùi có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Trong thời điểm này, bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh và thoải mái. Đồng thời, người tuổi Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tay, tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát có tác dụng kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tân âm kim gặp đinh âm hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết hơn để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi trong tháng khá ổn định. Chỉ cần bản mệnh chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chăm chỉ vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Vậy nên để hóa giải những điều không may mắn, các gia chủ có thể thay đổi bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo đã được khai quang, chỉ chú để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tân âm kim gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ Kỷ Mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 2 năm 2021 này, vận trình nửa đầu tháng khá ổn định. Sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình. Đồng thời, nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được những thành công. Khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Trong tháng có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều, đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo, cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, trong tháng 2 âm lịch thì những gia chủ tuổi Tân Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chi khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mùi. Cảm ơn quý anh chị đã luôn theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mùi trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn
trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!